Bây giờ chúng ta cho cậu. Hello guys, it's me, I'm Thanh from Am English, and today I'm in a rose garden in Sabah, one of the breathtaking views in Sabah. Trong câu vừa rồi thì Thanh có đề cập một cái từ khá là hay, đó là từ breathtaking. Thì cái từ breathtaking này bản chất nó là một tính từ và để mình dùng khi mà mình muốn miêu tả một cái phong cảnh mà nó rất là đẹp, đến nỗi là phong cảnh đẹp rất là ngoạn mục ấy ạ. Ok, thì mình có thể dùng cái từ này miêu tả phong cảnh đó. Thanh có một cái ví dụ như sau: the view from the top of the mountain is very breathtaking. Đúng không ạ? Tức là kiểu cái khung cảnh mà từ trên đỉnh núi nhìn xuống thì thực sự là rất là đẹp, rất là ngoạn mục. Ok, vậy thì cái từ breathtaking thì mình viết phát âm ra làm sao? Mọi người lưu ý cho Thanh một số từ, một số điểm như sau. Thứ nhất, đó là cái mình gồm có âm sau. Cái âm này là âm hữu thanh, khi mà mọi người cho vào cái dây thanh quản của mình ấy thì nó sẽ hơi rung một xíu. Yes, nó khá giống với tiếng Việt đúng không ạ? Ok, tiếp theo mình sẽ có từ yes, nó vẫn rung nhé. Đây là âm hữu thanh, cho nên là khi mà mình sờ với dây thanh quản thì nó vẫn rung. Và cái âm tiếp theo là mình sẽ có từ e. Và cái âm này là âm vô thanh. Và mọi người chú ý khi phát âm cái âm này ấy, thì mình cho cái lưỡi ra giữa hai hàm răng nhá, và mình cũng đẩy hơi từ trong cổ họng ra. Yes, breath. Ok, tiếp theo mình sẽ có từ có dấu hiệu ở đây, đó là khi mà A cộng một phụ âm cộng với E thì nó sẽ là dấu hiệu của âm A. Cái từ thách ạ. Ok, mình nếu mà không đưa anh vào thì nó là dấu hiệu của âm A. Vậy thì khi mình phát âm thì nó cái từ A, chữ A ở đây mình sẽ được phát âm là A. Mọi người lưu ý nhá, không được phát âm là A hay là S nhá, mà nó sẽ là A, âm E, I. Yes, A. Ok, A, K và I. Cả cái từ này mình sẽ đọc là breathtaking. Breathtaking. Rồi, the view from the tops of the mountain is breathtaking. Mọi người có thể ngắm qua một cái khung cảnh ở đây nhá. Khung cảnh ở đây rất là đẹp. Ở đây là ở vườn hoa hồng ở Saba. Ok, thì hôm nay Thanh muốn chia sẻ với mọi người cái từ này khá là hay, và Thanh hy vọng là mọi người có thể học được một điều gì đó qua video clip của Thanh. Rất vui được chia sẻ cho mọi người. See you.